Bây giờ tới bắt đầu tôi đã làm phần mềm xong rồi thì cái nhân viên tôi sẽ thao tác phần cứng là mình tách bỏ trên cái đó rồi đấy, cái mình mở mình tách ra khỏi cái thấu kính nha. Tách ra thấu kính thì các bạn cái giai đoạn đó bạn tách phải cẩn thận nha, tách ra rồi cái thấu kính và mình phải tách để cẩn thận để nó khỏi bị trầy, nó phải bị trầy thấu kính á. Là thấu kính nên là để dẫn để giữ trên cái lồng sắt ha, đừng có tách ra. Tại vì mình muốn căng cái định vị của quan ly á, hay là căng bất kỳ lấy định vị phải có một cái cố định và cái kia căng, chứ còn hai cái đều 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 không cố định thì làm sao mà căng đó. Đó mình làm dễ lắm, tức là mình tách cái con ổn áp ra rất là dễ. Mình chỉ để bên hông nó, mình để bên hông nó, mình quay bên hông nó, mình chỉ cần mình để cái dao vô mình tách mặt văng ra thôi, đâu cần phải đục đẽo như trên mấy video clip của thằng Hoa rồi nè, làm thấy ghê. Nhưng chắc ra nó chỉ cần để vô cái con dao mỏng mỏng để bên phía hông nó và khò ở nhiệt độ khoảng nhiêu, từ 300 300 độ, và mình khò dí sát vô và khò, mình lắc một cái là nó văng ra thôi. Lúc đó mình chỉ cần câu tắt lại, quẹt cục chì và ngang qua để nối tắt hai cái đường cấp áp cà tốt cho nó. Cái đèn led thì nó phải có cái anode và cà tốt, một chân anode và chân cà tốt ha, thì mình chỉ nối tắt một đường đó thôi. Tại vì cái con ROM nó đã không còn nhận được tín hiệu từ CPU đưa ra để xuất cái chân kích áp để nối tắt để xuất áp ra đèn rồi, thành ra là mình phải nối tắt từ cái điện áp không thường trực và thành điện áp thường trực, thì nó cũng chẳng có hao pin bao nhiêu đó. Khi mà mình xài thì lúc đó nó mới 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 cái dòng không tải thì nó chẳng có sao bao nhiêu hết á ha. Thì mình làm đó là thao tác đó. Nó sau đó mình sẽ tách cái đó rồi rách ra khỏi dây zin và mình vệ sinh sạch sẽ xung quanh cái đế vuông vuông, cái đế đèn của nó ở phía dưới là cái con lắc tích á. Cái đế đèn thì không thể thay được ha, thay đó thay, nếu mà thay được thì mình đâu có giải pháp với cái đi để làm gì, đúng không? Mình cũng cần không cần phải đục đẽo ra để làm gì, mình thay bà cái khác có kia là được rồi à. Ha, đó là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ sơ sơ đó, để mấy ba vớ để khi nó mình lấy cái canh định vị đó, mình vuốt vuốt chì rồi mình sẵn mình kéo ba vớ đó, để khi mình căng cái định vị vô nó lọt thỏm vô được cái đế vuông vuông đó, thấy không? Cái canh định vị của quan ly đồ này nọ là nó sẽ thọt thỏm vô đó, là cái thấu kính nó đã nằm ở trong lồng sắt, nó dính cố định rồi, và mình chỉ cần nhấc 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 cái căn định vị này lên, nghe không? Nhớ nhớ cái căn định vị của ít mắt đâu rồi, mấy cái định vị đó đâu bước đâu rồi đó. Đấy, lấy cái căn định vị này đó, đó là mình chỉ cần để vô và mình chỉ thấy không, cái căn định vị này mình chỉ cần để cái thọt cái dây vô xong hay thọt dây vô trong cái lồng sắt rồi, và mình lắc qua lắc lại và mình hở hở cái căn cái miếng trên này lên, là mình để cho nó lọt thỏm vô và mình căng xuống. Khi mà nó rất cọc xuống mà nó mình nhìn trên kính hiển vi hoặc là mình nhìn mắt thường tùy theo mỗi người, thấy nó lọt thỏm vô trong đó là canh đúng rồi, và lúc đó mình sẽ quét thử xong thấy ok đồ này nọ, quét tới quét lui rồi thay thế khuôn mặt đại diện được lum, thì khi đó mình mới bắt đầu mình dán thấu kính và mình cắn vô thôi, quét ok xong cắn vô thôi. Cái quy trình cũng rất là đơn giản, làm cáp cũng rất đơn giản, không hiểu sao nhiều bạn cứ lại phải yêu cầu tôi cung cấp cái video clip của WN hoặc Luban hay là I2C hay IC, nó cái thao tác nó hoàn toàn giống nhau hết thôi, chủ yếu là nó khác ở chỗ nạp software thôi, chứ còn thao tác phần cứng thì thằng nào cũng làm như làm cáp, thằng nào cũng như nào, còn làm IC thì cũng giống vậy thôi đó. Nó chỉ khác không chút xíu là IC có một số thằng là làm IC Universal giống như là I2C WN, làm IC Universal là nó một con IC đó có sải từ ít tới 12 đầu mắt, và cái đế của nó, đế chuyển mạch của nó chung hết. Còn riêng thằng Luban thì nó làm hồi đó giờ trước giờ nó vẫn làm con hai con IC X series là con 20 chân và con IC của 11, và sau này gọi là 11 all-in-one đó, tức là đa năng á, thì là 11 là 25 chân, thì cái đế nó phải phụ thuộc chỗ đó, đế chân mạch từ 12 chân qua 20 chân và 12 chân qua 25 chân vậy thôi, có gì đâu mà khó khăn lắm. Các bạn cứ làm, mình làm cứ theo quy trình từ đầu tới cuối, khi đó nó xảy ra bất cứ sự cố nào đó thì mình sẽ rất là dễ dàng để mình fix, tại vì mình đã kiểm tra ngay từ đầu được bước bước hết rồi.
À, khi nào mình làm mà gọi là mình làm mà nó quen thuộc, le quen 5-10 con, cái chục con trở lên đồ này nọ thì mình sẽ lúc đó mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm, là rút ra những quy tắc chung riêng của mỗi người, thì lúc đó làm nó mới gọi là đơn giản và cứ cứ theo cái đó mà mình test từng bước bước thôi. Mình chưa làm rành mà mình cứ đòi một bước lên mây làm sao được ha. Người ta cái gì người ta cũng phải có cái trả giá mới 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 đạt được cái điều mình mong muốn chứ, đâu phải là ai cũng cũng có thể làm. Cứ tưởng mua thiết bị về là làm được, sai lầm rồi ha. Mình phải có kiến thức, một cái phần đầu tiên là mình phải có kiến thức cái đã. Camera này cái ống kính của nó bị gì hơn từng, chắc nó làm cái này thợ làm rồi sao cái ống kính bây giờ nó không thấy được gì cả, quay ra camera trước không thấy được cái gì, xong chưa? Không. Rồi bây giờ tắt nguồn nè, gắn với cái dây đó nhét vô cái đó. Rồi gắn vô cái này. Ngay cả nói thiệt sửa thêm mình sửa điện thoại thiết bị nó phục vụ cho mình chứ mình cũng phục vụ cho nó ha. Người nào quen làm sai thiết bị, quen thiết bị nào sai thiết bị đó, miễn nó đáp ứng công việc ok thôi, chứ nó cần phải là thiết bị xịn nó sẽ không xịn gì. Tất nhiên đồ xịn ai cũng muốn xài, nhưng mà quan trọng là kinh tế mình như thế nào và cái cấp độ mình như thế nào. Mình đâu phải mua thiết bị để chảnh chó, mua thiết bị rồi để xài phục vụ, tất cả các đồ vật dụng đều mua để phục vụ con người chứ không phải một con người phục vụ đó ha. Là có nhiều người ví dụ ta có điều kiện thì ta mua thiết bị đó để thiết bị tốt với điều kiện để người ta phục vụ công việc sửa chữa tốt hơn, nhanh gọn lẹ và nó chuẩn hơn, và có thể mua, nhiều người mua chủ yếu để làm PR, để quảng cáo hình ảnh mình cũng được tốt thôi, tức là mỗi người có mục đích khác nhau, chứ không phải là đồ đó xài không được, đồ chỉ phải đồ xịn mới xài được. Đó, nhân viên tôi vẫn xài những thiết bị, vẫn xài những cái dụng cụ từ xưa, họ đã quen cái đó rồi, đó là thói quen của những người kỹ thuật, họ đã quen cái gì rồi, họ đã tin tưởng cái đó rồi, thì đó là tốt rồi, họ sẽ cứ kiếm đồ đó tốt thôi. Còn nói chung là thói quen cũng cũng là một cái thói quen tốt và cũng là một cái hạn chế, tức là khi mình cứ theo thói quen đó mình cứ xài những cái đồ cũ hoài và mình không cập nhật những công nghệ mới hoặc là những thiết bị mới thì mình tụt hậu so với người ta thôi, đó là điều hiển nhiên. Không tiến thì sẽ lùi, quy luật cuộc sống, quy luật tự nhiên nó vậy mà, không tiến nó sẽ lùi thôi nha. Thành ra là mình làm bất kỳ vấn đề nào mình cũng phải là nó có một cái bước, một cái quy trình rõ ràng, với là càng 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 nhiều cái, ví dụ như là cái Face ID này nó đâu phải chỉ mỗi cái Face ID đâu, anh cứ tưởng là anh cứ sửa được cái Face ID, anh câu tách được con áp, anh dán được không kính là xong, nó còn những cái máy nó còn nhiều cái vấn đề lắm chứ không phải đơn giản như đó đâu. Bây giờ canh phải không, canh lên đâu, canh chưa một canh thì bây giờ quay ngược đây nè, anh đem cái đo lại đây tao canh luôn ngược lại đây nè. Tôi cứ canh giờ vậy các bạn canh cái định vị bằng cái căn cái định vị bằng cái kính hiển vi cho nó chính xác, tức là ai tùy theo mỗi người muốn canh bằng cái gì canh đó, không ép. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ cho các bạn thấy canh bằng cái thấu kính, cái kính hiển vi này thì nó sẽ thấy rõ như thế nào. Đó, các bạn canh đây, tôi sẽ lấy cái định vị nó nằm ở đâu đó, cái mức cái cần gì nè, thấy không, quên đây nè, cái định vị nó nằm nè, cái đế đèn đó, nó nằm thọc thỏm luôn đó. Đó và mình canh nó ngay vào vị trí đó, là mình chỉ cần nhấc lên
lúc lên mình lắc lắc cái sợi dây nó. Đây là canh được cho đúng rồi không Tư? À, nó còn lắc lắc được nè ha, chứ vẫn chưa được, tức là mình làm sao mà cái dây nó lắc không lắc được á, thì lúc đó mình cứ canh thấu kính đúng ha. Nó định vị làm sao mà nó không lắc được cái đó. À, rất nhiều khi bạn hò hàng rồi này nọ, cái chì rồi này nọ nó nằm ở ba vớ đây, làm sao mà canh vô được ha. À, canh vô ngay chính xác được vậy ha. À, canh đến đây thì mình nhìn thấy rất là rõ ràng đó. Đó thì nó khớp vô cái chỗ đó, đúng cái độ định vị của mắt và cái dòng đó, thì cái mấy cái thanh đó các bạn từng tưởng là mỗi thứ một cái, như 11 mỗi thứ một cái các bạn tưởng là nó khác nhau, cái độ nó chỉ chừng dài gem hoặc là cái độ cao của đó nó khác nhau ha. Nó đã khác rồi đó, bây giờ mình sẽ canh làm sao mà cái này nó sẽ không, cái dây nó không dịch chuyển đó, tức là nó phải xuống để không dịch chuyển nữa, thì lúc đó là mình canh mới chính xác ha. Chứ mình cứ dịch chuyển vậy là tức là cái đế đèn nó chuyển qua chuyển lại thì làm sao mà đúng được. Ừ, rồi đó, bây giờ xong rồi, canh xong rồi thì mình thử coi mình vào cái chân dung coi nó có ánh sáng tự nhiên hay không ha. Đó, đây là có ánh sáng tự nhiên rồi, ánh sáng tự nhiên rồi. Đó, có ánh sáng tự nhiên rồi. Bây giờ thì thử như là mình cắm cái cáp lên thử coi nha, coi mình đọc hết lại coi nó có ok không. Sự cắm cáp không ăn gì vậy. Cắt ngang, cắt đi. Cái này là...